Từ nay ai có tới lui, cúi đầu bái Phật lòng vui tu hành. Xin đừng đeo đắm lời danh, bỏ trôi đạo đức hư danh giải truyền. Tiếp nha. Ráng tu đắc đạo cứu cứu quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên. Ngõ đáp ơn dày công sáng tạo, cho ta hình dốc học cơ huyền. A Di Đà Phật. À, bà con đồng đạo ở khắp trên thế giới, chúng ta hãy vào trong cái YouTube để xem một cái để xem cái chương trình hôm nay buổi lễ phóng sanh. Trước hết thì một lần nữa Châu Thanh xin chân thành cảm tạ Má Mười. Má Mười là cái người ngồi trong giọng đó quý vị, đã, người đã tức kêu bằng tổ chức cái chương trình hôm nay để gieo duyên cho Châu Thanh cùng tất cả bà con đồng đạo từ thành phố Hồ Chí Minh, rồi kết hợp với lại quý đồng đạo ở nơi địa phương để chúng ta cùng nhau thể hiện cái lời của Đức Phật, Đức Thầy đã dạy, không có phước báo nào bằng cái phước báo là phóng sanh. Vì vậy cho nên bà cũng không có cái phước báo nào bằng là có hiếu, và không có phước báo nào bằng là không có tội nào bằng tội bất hiếu. Mình không dám nói cái câu kia, không, mình chỉ nói không có phước báo nào bằng phước báo phóng sanh. Vì vậy cho nên nếu mà mình có duyên thì mình tạo cái duyên hôm nay thì tùy hỷ thôi nha quý vị, tùy theo. Bởi vì A Di Đà Phật mỗi người mỗi tật, Quan Thế Bồ Tát mỗi người mỗi khác, và Đại Thế Chí thì mỗi người mỗi ý, mỗi người thí ích theo cái tâm nguyện của mình đó. Thì Châu Thanh là một con người nghệ sĩ, chỉ có tấm lòng ngưỡng mộ đạo Pháp, và cũng xin hôm nay gặp lại Thiện Nghĩa là một người mà đã tạo duyên cho Châu Thanh được gieo duyên trong bảy bài sám giảng của Đức Thầy. Xin cảm ơn Thiện Nghĩa. Thiện Nghĩa dẫn Châu Thanh đi qua tới nước ngoài luôn á, để quay những hình ảnh của những bài sám giảng là lúc đó là ở trên bên Campuchia, để lựa những cái chùa đẹp thật đẹp mà nó để mình mà ghi sâu cái những cái công cái tấm lòng của Đức Thầy hả. Sám giảng quyển năm, hồi đó mình đang quay là quyển năm ha. Rồi quý vị, lịch sử Đức Phật ha. Còn bây giờ thì tiếp theo Châu Thanh xin được phép gửi đến toàn thể quý đồng đạo ở khắp nơi với những câu thơ của Đức Thầy ha. Cái chỗ này để mình dọc, nó bị che mình tí xíu, hãy che thôi, mình đọc bên đây, hãy che bên đây, đọc bên đây. À, trời ơi. Từ nay ai có tới lui, cúi đầu bái Phật lòng vui tu hành. Xin đừng đeo đắm lời danh, bỏ trôi đạo đức hư danh giải truyền. Tiếp nha. Ráng tu đắc đạo cứu
cơ quyền thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên ngõ đáp ơn dày công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền A Di Đà Phật. Rồi. Rồi. Hồi nãy giờ cá đang nghe đó. Rồi nhưng mà giờ mình tiếp tục mình vừa niệm Phật rồi mình vừa ra ngoài rồi ha. À, kính thưa quý vị, vừa rồi là Thành Hậu là một người tu tại gia và cũng là một cái người mà đang lo công việc cho những người ở thành phố xuống, đặc biệt là người đang nhờ Thành Hậu và cũng như là Tín Dũng. Nên là anh chàng rất là dễ thương trên YouTuber và Châu Thanh hôm nay mới được gặp gỡ các em Châu Phú rồi đây ha. Trời, trời. Tâm ha, ngọc tâm đó ha. Trời ơi, nay mới gặp nhau ha. Những cái đoạn phim mà tất cả các bạn đã gửi đến mọi người khắp nơi, trong đó có Châu Thành cũng đã thường xem, thấy cái tình cảm của các bạn còn trẻ tuổi mà làm những việc rất hay, đặc biệt là các bạn lo cái việc sự thật không, chứ không phải tạo cái tơ kênh mà nói, cũng như không biết có bạn nào tự nhiên nói Châu Thành chết rồi rồi nói anh Minh Dương chết rồi, nó có thể kỳ lắm. Xin các bạn đừng nên. Chúng ta thiếu gì cách để mình đem niềm tin rồi được tất cả quý vị khán giả yêu thương mình ta ủng hộ mà. Nói thì cái kể chuyện hôm nay gì đó vui nữa rồi. Xin lỗi các bạn nha. Các bạn mình có tâm sự thế này mong các bạn quan hỷ cho mình. Không có gì hết. Mình mong rằng cái gì tốt đẹp. Nhất là các bạn mang hình ảnh đẹp để đến cho mọi người mà. Hình ảnh về tâm linh nè, về hình ảnh về cuộc sống nè, thì nó rất là hay, hay lắm, quý lắm. Mình rất, bởi tại sao mình biết tên các bạn, tại mình có coi, thấy các bạn làm những cái việc mà từ nước ngoài, những người có tấm lòng vàng gửi tiền về, rồi các bạn chuyển tiền đến cho những mảnh đời đau khổ ở quê hương mình đó. Những người khó khăn, các bạn làm như vậy đó, là các bạn đã tu rồi đó, các bạn tuyệt vời lắm. Bây giờ mình tiếp theo niệm Phật đồng con ơi. Này hỡi các chú cá ơi, nghe niệm Phật để rồi mình giảng sanh luôn nha. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A
Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thành hội ơi,